cuối năm là thời gian mà các loại tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản thường diễn biến phức tạp. Nhiều vụ cho thấy đối tượng trộm rất chuyên nghiệp, liều lĩnh, đột nhập vào nhà hàng giờ đồng hồ mà chủ nhà không hề hay biết. Đây là hiện trường vụ trộm tại phường 5 thành phố Vị Thanh cuối tháng 10 vừa qua. Biết chắc chủ nhà đang xây dứt trong phòng, đối tượng ung dung lục lọi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ mới bỏ đi cùng số tài sản gồm một điện thoại di động, một nhẫn vàng hơn 500 đô la Mỹ và 1.600.000 đồng. Những ngày tiếp theo của tháng 11 tại phường 5 thành phố Vị Thanh còn xảy ra thêm 3 vụ trộm khác. Tài sản bị lấy cắp chủ yếu là điện thoại di động, laptop, máy tính bảng, tiền, trang sức với tổng trị giá ước tính trên 150 triệu đồng. Đối tượng là nhắm đến là khu dân cư vắng, thì đối tượng là đột nhập vào bằng cửa chính hoặc là cửa sổ vào lấy trộm là tài sản và nhanh chóng tẩu thoát. Thì thời gian thực hiện là từ 0 giờ đến 2 giờ sáng, lúc này là chủ nhà ngủ say là nên không phát hiện. Ngoài thành phố Vị Thanh, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũng xảy ra một số vụ trộm đột nhập mà đối tượng có đặc điểm cũng như thủ đoạn tương tự. Nắm chắc quy luật hoạt động của đối tượng, công an thành phố Vị Thanh đã giăng lưới bắt được Nguyễn Tiểu My, sinh năm 1996, cùng chồng là Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1989, cùng ngụ huyện Châu Thành, khi hai đối tượng vừa mò đến một khu dân cư để trộm, cách đây vài ngày. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, đã thực hiện tổng cộng hơn chục vụ trộm cắp tài sản ở huyện Châu Thành và thành phố Vị Thanh. Tài sản lấy trộm chủ yếu là tiền vàng, điện thoại di động, rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Là trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ thì kiểm tra cửa trong nhà để mà mình đảm bảo an toàn và chắc chắn. Cái thứ hai là đối với cửa chính mà có lắp đặt là cửa kiến nhôm á, thì chúng ta nên là lắp thêm cái cửa bảo vệ và gắn vô cái màn vải che để tránh trường hợp là đối tượng từ ngoài nhìn vào nhà để phát hiện tài sản. Cái thứ ba là trước khi đi ngủ thì tiền, điện thoại, laptop và chìa khóa xe chúng ta nên cất vào cái hộp tủ cho nó chắc chắn. Cái thứ tư là chúng ta có điều kiện thì nên gắn hệ thống báo chống trộm và cái camera an ninh để đảm bảo cho việc là phòng ngừa tội phạm. Càng gần cuối năm thì các loại tội phạm, trong đó có trộm cắp tài sản sẽ gia tăng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, ngoài kiểm tra lại nhà cửa, người dân cần chú ý bảo vệ xe cộ, cây cảnh, bởi đây là loại tài sản mà trộm hay nhắm tới.